Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel và theo chân Lucy đến thế giới của ấp trứng. Ở tập 1 á, Lucy đã ấp được 62 em thú cưng xinh đẹp rồi đó. Lucy đang có nhiều cái em common là em hàng hơi hiếm hiếm này, nên Lucy sẽ kết hợp nó lại để tạo thành một cái con, đó là con kỳ lân. Mà con này là con hiếm nha, nó màu hồng hồng nè, sức mạnh của nó đến 35 lận. Các bạn biết không, ở đây á là thế giới ấp trứng, cho nên á mỗi cái trứng sẽ ấp ra những con vật khác nhau. Ui, còn có em này giống em dơi quá ha, mà không phải. Rồi, và ở tập 1 thì Lucy đã khám phá được 3 vùng đất rồi. Đầu tiên là đồng cỏ, rồi đến khu rừng, và cuối cùng là sa mạc. Sa mạc là cái pha lê nó màu tím á, còn đây là màu vàng vàng này là cánh đồng cỏ nè. Đó, mấy em thú cưng này sẽ đi khai thác những cái pha lê này để nó tạo ra vàng, rồi để làm nhiệm vụ. Sau đó mình sẽ được trứng, rồi từ đó có trứng rồi Lucy sẽ ấp ra những cái con vật. Đó, như con này là củ cải nè. Có 3 cách để mình có được trứng, đó là làm nhiệm vụ. Đó, như bây giờ Lucy làm nhiệm vụ nên Lucy mở ra được một con bò nè. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là lượm 10 đồng vàng ở trong khu rừng. Khu rừng là ở đâu vậy? Em bò làm lộn rồi. Khu rừng á là phải đi qua chỗ pha lê màu xanh nè. Đi đây, đi theo chị nè. Rồi, đó 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 đó, đàn em của Lucy kìa. Nói đàn em cho vui vậy thôi chứ, là những em thú cưng mà Lucy ấp được nè. Wow, bây giờ có đến 5 em common rồi. Bây giờ mình kết hợp thôi. Wow, các bạn biết con này là con gì không? Là một linh hồn. Wow, con này là con ra nha. Con ra là con hiếm á, sức mạnh nó đến 35 lần nè. Còn con kỳ lân cũng sức mạnh 35. Chỉ có con heo lửa là con này là con siêu hiếm, sức mạnh nó đến 47 lần. Con linh hồn này nó đang phá vỡ kìa. Ghê chưa, ghê chưa. Đây, lượm được 10 rồi, nhận tiền thưởng. Rồi, nhiệm vụ nữa kìa, phá hủy 10 pha lê ở trong khu sa mạc. Mấy bạn nhớ khu sa mạc là ở đâu không? Đây là những cục pha lê màu tím nè. Qua đây mấy em ơi. Đó, đó, chạy qua kìa, thấy thương ghê không? Rồi, có tiền rồi, đi mua trứng thôi. Wow, một con bèo. Ôi, quay quay lại mình được 68 con rồi đó. Nếu bạn nào mà chưa biết những con vật đó thì các bạn có thể coi tập 1 nha. Và đừng quên là nhấn nút đăng ký thành viên để ủng hộ Lucy nè. Có nhiều bạn hỏi sao Lucy mấy bữa trước không có ra video á. Lucy bị bệnh tới 10 ngày luôn, đâu có ra video nổi đâu. Mặc dù nhớ các bạn dữ lắm luôn á. Thôi bây giờ mấy bạn nhớ đăng ký thành viên để làm động lực cho Lucy đi nè. Trời, các bạn biết ai đây không? Con khủng long đó, khủng long rằn ri kìa, y như chú bộ đội vậy đó. Mặc đồ á, dễ thương quá à. À, đây. Rồi, nhiệm vụ của mình là đi lượm 20 đồng tiền vàng ở trong khu sa mạc. Em ơi, đi qua khu sa mạc nè. Ôi trời, hết hồn vậy. Wow, con ong bự khổng lồ kìa. Ôi, nhìn mặt nó hung dữ quá vậy. Wow, lại thêm cái con gì vậy? Con chó sói. Wow, những con thú của cái bạn nam này hoành tráng quá vậy. Ui, lại thêm một con rồng nữa nè. Con rồng đỏ. Trời ơi, cái này không biết cái level mấy đây nữa. Chắc cấp độ cao lắm đây. Mấy bạn có muốn Lucy chơi đến mức độ đó luôn không? Nhớ bình luận cho Lucy biết nha. À, con khủng long giống mặc đồ rằn ri. Thôi, mua thêm cái nữa. Đó, đây là con rồng nè. Con rồng mới nha. Ghê không, ghê không, mạnh ghê không. Hello, em chào chị Lucy. Chào em, chào em. Mấy con vật của em mạnh quá à. Dạ, em chơi lâu rồi chị. Ôi trời, hên quá, được con lạc đà màu đen. Hồi nãy mình được con lạc đà màu trắng, mấy bạn nhớ không? Lộn lộn, phải hồi nãy mà tập 1 chứ. Wow, mình có rất là nhiều con uncommon luôn. Bây giờ mình phải kết hợp lại đã. Lên. Ui trời ơi, một con chuột hunter hình cây kem. Kem dầu á nha. Rồi, có dư tiền rồi mua thôi. Wow, một con kỳ lân nè. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được 40.000 luôn. Rồi, giờ nhiệm vụ là mấy em ở cái khu vực sa mạc để tìm vàng nha. Thôi, tìm đến 35.000 lận. Cho nên mấy em cứ tìm đi. Wow, con này nè, lạ quá. Có nhiều con á, Lucy chưa ấp được. Nhưng mà những bạn chơi trước á, thì ấp được rồi. Nên Lucy đứng quay cho mấy bạn coi luôn nha. Ui, bây giờ Lucy được 73 con vật rồi nè. Mà được 75 là nó sẽ mở cái cửa kiến ra đó. Trời ơi, mong chờ quá.
Rồi mua cái trứng thôi. Ui được em kỳ lân màu trắng nữa nè. Trời ơi nhiều quá nhiều quá. Mình phải ấp tiếp thôi. Con gì? Ui con ong kìa. Con ong đây có đôi mắt to cái gì ta. Ơi mình còn dư mấy con ra luôn. Rồi 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 bây giờ gọi mấy em mới mới này ra để làm việc thôi. Đó em ong làm việc kìa. Ghê chưa mạnh mẽ chưa. Còn em chụp hunter nữa. Rồi em linh hồn. Rồi con heo lửa nữa nè. Trời heo lửa một loạt hàng á. Nó đào ra được rất là nhiều vàng luôn á nha. Đây đây là khu sa mạc. Yeah. Mình được 75 con vật rồi. Cánh cửa đã được mở ra. Mình qua khu vực mới thôi. Đây là vùng Bắc Cực. Em ơi qua đây với chị nè. Rồi 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 mấy bạn nhìn nha. Heo lửa nè, chuột hunter, con ong, linh hồn và con kỳ lân. Nó chạy qua kìa mấy bạn thấy không. Đó, đang làm việc đó nha. Rồi khi Lucy nhấn cái nút ở phía dưới màn hình này á, The Arctic này nè, thì á, mấy em này sẽ ở đây để khai thác. Rồi Lucy muốn đi đâu thì đi. Và đây là vùng Bắc Cực. À, những cái pha lê là nó màu giống như màu vàng vậy nè. Màu của vàng á, màu vàng đồng á. Còn bức tường tiếp theo là cái gì đây? Wow, đến 120 luôn mấy bạn ơi. Ý, cái này là 500 để hút vàng vô. Thôi Lucy đang ở level 10 hả? Chắc Lucy phải mua quá. Rồi lên level, lên. Rồi còn đủ tiền không? Lên. Lucy mua cho thiệt là nhiều luôn. Được 17 level. Khi lực hút 500 này mạnh á, Lucy đi ngang qua vàng sẽ được hút vô. Mà Lucy không cần phải tới nơi. Wow, lượm được trứng, lượm. Rồi, con này thì mình có rồi nhưng mà nó đổi màu thôi. Ý, có trứng đằng sau mấy ngôi nhà nữa nè. Ở tập 1 á, Lucy cũng lượm trứng ở sau ngôi nhà. Nhưng mà tại vì nó ra con vật giống nhau cho nên Lucy không có quay trong này. Chứ trứng lượm ở sau ngôi nhà nè, trong ngôi nhà, trên ngôi nhà, rồi trên những ngọn cây, trên những ngọn đồi nữa. Wow, trong này nữa nè. Trời ơi, cái trứng này lạ quá. Trứng re. Trứng re là trứng hiếm á nha. Nó màu xanh này nè. Ui, đây là một cái gốc cây. Rồi, Incommon đã đủ rồi. Bây giờ mình kết hợp lại thôi. Con gì? Wow, con hạt. Con hạt nè, mấy bạn nhìn nè. Ngày xưa người ta ví con hạt nè như là thần tiên vậy đó. Mấy cái con hạt này từ trên trời đi xuống, sau đó biến thành những nàng công chúa. Rồi xuống suối để tắm rồi đùa giỡn với nhau á. Trời ơi, con này lại là con rồng. Con rồng địa ngục kìa, nhìn có thấy ghê không? Vừa màu đen màu đỏ nữa chứ. Ai, nhiệm vụ của mình là lượm được 10 đồng tiền vàng. Đã hoàn thành luôn rồi. Ai, muốn có được cái trứng này bây giờ mình phải tìm vàng ở trong cái khu Bắc Cực. Mấy em ơi, chạy qua khu Bắc Cực thôi. Y, tiền. Này mấy bạn nhìn nè, Lucy đâu cần tới đâu. Là mấy đồng vàng tự động hút vô à. Lucy đang level 15 thì nó sẽ hút cỡ đó đó. Còn nếu mình lên level nữa thì mình đứng từ xa thôi là tự động vàng nó cũng hút vô người mình rồi. Đó, mình đứng là vàng nó hút vô. Lucy đâu cần chạy tới đâu. Thấy chưa, trời ơi muốn qua được bức tường bên kia. Những cái pha lê màu hồng á phải cần tới 120 con vật lận. Ây, cố lên. Ôi trời ơi, lại thêm một cái cây nữa rồi. Cây này hả, Lucy không biết nó là cây gì luôn á. Lucy thấy nó lạ quá à. Trên mạng thì nó nói gọi là cây thường xanh. Mình có 6 chỗ lận mà đang có 4 em à. Gọi 4 em này ra luôn. Đây nữa nè, đó. Trời ơi, nó dùng cái tóc của nó hả. Cái tóc này chính là chiếc lá đó. Đập vô nè, yeah. Được phần thưởng là một cái trứng ấp ra, một cây nấm. Rồi, cây nấm ma quái kìa mấy bạn nhìn kìa. Đúng là nhìn mặt ma quái quá. Wow, bên này con dơi. Con ong đang làm việc gặm củi luôn kìa. Ủa còn có một con chó thiệt to nữa chứ. Ai, sau một hồi Lucy đi lượm vàng thì Lucy đủ tiền để mua một cái trứng. Con rồng lửa. À, Incommon cũng đủ rồi. Kết hợp thôi. Em hunter, con nít, baby. Đây. Trời thấy thương không? Nó gõ vậy đó. Tại vì á, chơi rất là lâu mới được cái nhiêu nè. Cho nên Lucy có cắt bỏ bớt những cái lúc mà mình tìm trứng và mở ra những con vật trùng nhau. Cho nên Lucy chỉ quay những cái đoạn mà ra những con vật mới thôi nha. Chứ thật ra hả, Lucy đi vòng vòng đi lượm vàng rất là cực khổ luôn. Rồi mua trứng, ấp trứng, sau đó lại ra những cái con giống nhau á. Cho nên mất nhiều thời gian lắm. Rồi, kết hợp lại thôi. Wow,
con sò. Một con sò mấy bạn ơi. Đó, nó úp lại kìa. Con sò nó sẽ có cái vỏ bên ngoài, nó mở ra xong nó úp lại. Trời ơi, con dơi này chắc con dơi dưới địa ngục quá à. Ớ, con sò của Lucy kìa. Trời ơi, trời, đó, đó, nó đang dùng cái vỏ của nó để nó đập vô pha lê. Wow. Ây da da, trời ơi, dai đậm quá, đau quá. Đây là vùng sa mạc, cho nên chỉ có mỗi cây xương rồng sống được thôi. Mà xương rồng thì gai nhiều lắm mấy bạn ơi. Mấy em ơi, có nhiệm vụ lượm 20 đồng tiền ở khu Bắc Cực. Qua đây, qua đây. À, lính của Lucy qua kìa. Rồi, mình ghim nó lại để nó ở chỗ đó thôi. Còn Lucy quằn ngược lại khu sa mạc để Lucy lượm vàng. Có nhiều vàng Lucy mới có tiền để mua trứng được chứ. Rồi, xong nhiệm vụ. Wow, một em Incoman chim cánh cụt. Hay, chắc bây giờ mình phải tăng cái sức mạnh phá vỡ pha lê cho mấy em thú của mình quá, để cho nó làm cho nhanh. Ví dụ như một cái cục pha lê nó gõ vô nó búa phải 10 lần mới bị bể, thì bây giờ nếu mình tăng level lên thì nó búa còn có 4 lần, 5 lần vậy đó, cho nó nhanh. Hello, chào em chim dễ thương. Ôi, mấy bạn nhìn nè, mình được 89 con rồi. Đây, đây, đây. À, à, đó, được bao nhiêu rồi đó. Còn mấy chỗ chấm hỏi là mình chưa tìm ra. Tổng cộng nó đến 240 con lận. Ui, bức tranh kìa. Trời ơi, nguyên một con chó sói luôn nha. Ây, lượm tiền. Có tiền rồi thì mình đi mua thôi. Wow. Ây, nhiều quá, nhiều Incoman kết hợp thôi. Wow, bây giờ mới ra được con kangaroo nè. Con chuột túi á mấy bạn. Trời ơi, mình đến 6 con rare lận, 6 con hiếm lận, nên bây giờ mình kết hợp 5 con lại nha. À, để lựa coi. Rồi, mình lựa mấy em này thôi. Ui, trời ơi, một con sao biển. Sao biển mùa hè. Đeo mắt kính đen nữa chứ. Nhưng mà nó là hàng siêu hiếm nha. Sức mạnh của nó đến 49 lận. Nó ra mà nó búa mấy cái pha lê á, búa vài cái là được liền à. Rồi, mở luôn. Ủa trời ơi, gốc cây xương rồng kìa. Wow, đó làm việc kìa. Em xương rồng này đang làm việc thật là mạnh mẽ luôn. À, còn đây là con kangaroo hồi nãy Lucy mới mở ra nè. À, đáng nhiều chưa. Trời ơi. Ôi, con cua này không biết khi nào mới được. Mình mới mở ra được mấy bạn ha. Lucy đang ấp trứng đây. Ôi, nhiệm vụ là phải qua cái khu sa mạc. Mấy em ơi, chạy qua khu sa mạc nè. Rồi, mình quay lại đây để mình lượm vàng. Còn mấy em thú cưng của mình thì qua bên khu sa mạc rồi. Sa mạc là những cái viên pha lê màu tím á. Rồi, mua thôi. Wow, được một con khỉ tuyết. Rồi, xong nhiệm vụ lại được một con voi rồi nè. Rồi, kết hợp lại thôi. Không biết con gì đây. Ồ, một con chó sói con. Ây, mệt quá. Đi vòng vòng đã. Đây là cái khu mà để người ta khen thưởng những người chơi giỏi nè. Lucy đi vòng vòng ở đây thử nha. Ở đây không có gì để khai thác hết á. Nhưng mà mình đi vòng vòng được. Ý, có trứng trên ngọn cây kìa. Lên, lên. À, con trùng đó. Con này mình có rồi, cho nên số lượng nó không có tăng lên. Nó vẫn 96 thôi. Chứ Lucy tìm chắc phải là 200 con rồi đó. Nhưng mà nó trùng nhau nên nó không có được tính. Ôi, những cái trứng ở trên ngọn núi nè. Trời ơi, bắt cua. Ây, có ai nghĩ là chơi trò này phải bắt cua không ta? Mà bắt cua cực khó nữa. Ây, con gấu đỏ. Ra đây, làm sao nhảy qua đây nè. Ui da, trời ơi. Bị rớt liên miên luôn nha. Được, em này đó chính là em chim cánh cụt. Ui, trên kia có một cái trứng nhiều hoành tráng quá vậy ta. Ây da, trời ơi, cao quá, leo không được. Ôi, chị Lucy ơi, có lên. Ờ, em cũng có nha. Ôi, có vẻ như là nó chưa cho mình lên em ơi. Ôi, nhảy nãy giờ không được rồi. Thôi đi tìm trứng khác đi. Ôi, có một trứng xanh trên này nè. Trứng xanh này là trứng Incoman nè. Ôi, lên. Bây giờ mình phải lên mình lượm thôi. Không ngờ cái khu vực ngoài này mà cho quá trời trứng luôn nè. Ôi, lượm luôn. Con gì? Nè, củ cải. Rồi, thôi quay lại. Đi lượm trứng tiếp đây. Ở trên nóc nhà của sa mạc nè, có một cái trứng mà nãy giờ mình chưa lên lấy. Wow, trời ơi, hết hồn à. Một cây nấm mà. Cái con bờ A này nè, nhìn nó ghê quá ha. Đó, phía đằng sau nó cũng có một cái trứng. Nhưng mà Lucy lượm xong rồi, nó ra cái con
quen thuộc nên Lucy không có đăng lên đây. Rồi, bây giờ mình đủ xong nhiệm vụ, mình được thưởng một trứng ông Command. À, con dê núi. Trời ơi, nãy giờ Lucy lượm trứng rất là nhiều luôn, cho nên nó dư nè, bây giờ Lucy phải kết hợp thôi. Trong kho nhiều quá rồi. Kết hợp lại. Wow, ơi, con này là con gì ta? Lucy không tưởng tượng ra được. À, nó giống như con cá nóc vậy đó. Tại cái tên kỳ quá à. Rồi thôi, dư nhiều rồi, mình vô mình kết hợp những con re nha. Những con re là con hiếm, nó sẽ ra con siêu hiếm. Wow, một con trâu. Buffalo. Con trâu đây, trời. Thôi, mấy em ra làm việc đi. Con này hả, Lucy không biết con gì luôn á. Cái đầu thì giống cá nóc, mà cái đuôi thì kỳ quá. Ê, nhiệm vụ là phải qua khu sa mạc mấy em ơi. Đi qua đây, qua đây. Đó. Rồi, qua đó làm đi, Lucy đi lượm trứng đây. Ê, chỗ này á, lâu lâu nó sẽ thưởng cho mình một cái trứng. Wow, gốc cây nè. Rồi, còn 35 phút nữa mình sẽ lượm được một trứng nữa. Nên mình đi qua chỗ này mình mua trứng tiếp tục đây. Wow, nhiều uncommon quá à. Nên bây giờ Lucy sẽ kết hợp lại. Trời ơi, thêm một gốc cây xương rồng karate. À, con này biết đánh võ nha. Ghê chưa, ghê chưa. Có võ thuật nên đánh đã không? Ok, nó đang ở trong khu rừng nè, để nó khai thác kale. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi, em heo lửa cũng của mình nè. Con trâu này cũng của mình nè. Gốc cây. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Dư tiền rồi thì mua trứng. Wow, một con chim cứu mèo tuyết. Trời ơi, nè, Lucy lượm rất là nhiều trứng. Nó trùng nhau á, nên bây giờ mình phải kết hợp lại. Trời ơi, cây xương rồng ra hoa. Nguyên cái bông hoa luôn. Mấy bạn nhớ tập 1 không? Mình có gặp bạn này nè. Nhưng mà Lucy thấy cái bông đẹp quá, Lucy đứng gần thôi. Và Lucy nói không biết chừng nào mình mới được đây. Thì hôm nay ở tập 2 Lucy đã gặp được em này rồi. Rồi kết hợp em Uncommon thành em hiếm đi. Đây, một con sư tử. Ở tập 1 Lucy cũng thấy rồi nè. Mà ước không biết khi nào mình có đó. Wow, bây giờ kết hợp 5 con hiếm thành một con siêu hiếm. Rồi, xong luôn. Con này là con gì ta? Hatchling. Sunrise là mặt trời mọc. Đúng rồi, trên cái đầu nó y như những cái tia mặt trời kìa. Wow, Lucy không biết nó con gì nữa mà nó đẹp quá ha. Cái đôi cánh thì giống đôi cánh con dơi, mà cái mặt thì không giống lắm. Ôi trời, cái bà ông kìa, đi gần bãi chắc bà chích mình quá à. Thôi, bữa nay mình gặp thêm những con mới nữa kìa. Con này chắc con khủng long quá à. Rồi, nhiều quá, mang nặng rồi. Vô kết hợp tiếp thôi. Còn gì nữa đây? Ôi trời, em rùa. Và bây giờ mình được 108 con rồi đó. Mấy bạn ơi, Lucy đi mòn mỏi luôn á, 3 tiếng đồng hồ mới được bấy nhiêu đó, từ tập 1 tới bây giờ. Mấy bạn có thương Lucy thì nhớ đăng ký thành viên kênh Lucy Channel, nhấn nút like yêu thích video này nha. Đây, và Lucy vừa up ra được một cây xương rồng nè. Cây xương rồng này là boss, là giống như chúa tể của những cây xương rồng đó. Ghê chưa, mạnh mẽ ghê chưa. Trời ơi, quá xịn luôn. Và bây giờ mình đã được 109 con rồi. Lên 120 là mình sẽ được phá bức tường kia để mình đi qua vùng đất mới nữa. Thôi cố lên, cố lên. Đây, được thưởng đây. À, con chim này thì không được cộng vô, tại vì mình đã bị trùng rồi. Ui, cây này cái gì đây nè. Ôi trời đất ơi, xanh lè luôn. Một cái gốc cây á mấy bạn. Nó có hai cái đùm lá ở trên nè. Dễ thương quá ha. Có nhiều cây lạ quá ha. Đây, đủ tiêu chuẩn để kết hợp những con Uncommon. Yo. Wow, con này con nai hả ta? Nó có cái cặp sừng ghê không? Rồi, dư nhiều quá, kết hợp tiếp thôi. Ôi, đây là một linh hồn của thiên thần nè. Cái này mới nha, mà được 111 con luôn rồi nè. Lại là con gì nữa? Wow, con nhện con. Dễ thương quá vậy. Rồi, mình được quyền mang 6 em thôi, nên mình lựa 6 em ra để làm việc. Rồi, mấy em làm việc đi nha. Bây giờ Lucy đi lượm vàng. Lượm vàng nè, rồi thu hoạch trứng nè, rồi bắt cua để tìm trứng nữa. Ơi, bức tường này tới 120 lận, mà mình mới có 112 con nè. Ôi, nhiều con trùng quá, kết hợp, kết hợp. Con gì đây? Ui trời ơi, một con hổ. Con này lạ nên mình được 113 con rồi đó nha.
Ui, con hiếm, mình đã đủ 5 con rồi. Bây giờ mình phải kết hợp để trở thành con siêu hiếm thôi. Ui, đó lại là cái con này nữa. Cái con mà cái mình nó như con cá nóc vậy đó, mà cái đuôi nó hai đuôi. À, hay là con cá voi. Ủa mà cá voi sao có cái sừng ta? Không đúng nữa. Không biết nó là con gì đây nữa. Kỳ lạ quá à. Thôi kệ đi, mà nó giỏi, nó làm việc có hiệu suất là được rồi mấy bạn ha. Mà nó còn dễ thương nữa chứ. Đúng là mới nhìn nó y chang cá voi à. Mà sao nó có cặp sừng ta? Rồi mấy em làm việc ở khu rừng đi nha. Tìm cho thiệt nhiều vàng để mình còn được điểm thưởng là 45.000 nè.